Vâng, chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá rẻ hợp lý cho mọi nhà. Và hôm nay thì em lại mang về cho bác một chiếc xe hatchback các bác nhá. Vâng, đây là một chiếc xe hatchback nhỏ gọn, không phải là sedan. Và đây là một chiếc xe nhập khẩu sản xuất năm 2010, vừa mới về cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc DU, và đây là một chiếc DU Gentra sản xuất năm 2010 với động cơ máy 1.2. Xe thì máy thì đã được ABC hết rồi. Thế còn về nội thất, ngoại thất của xe thì vẫn còn zin tuyệt đối, la răng đúc, là dàn lốp thì dày gần như là mới tinh, và tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Động cơ máy 1.2 vừa khỏe vừa lành vừa chắc chắn, gầm mẹ sắt xi xe thì không có mối mọt. Và cái em này thì em đang bán cái giá 175 triệu đồng dành cho những ai yêu một chiếc xe số tự động đến từ thương hiệu của Hàn Quốc nhập khẩu. Và dòng Gentra X là một cái dòng xe chạy rất sướng luôn các bác nhá, vừa lành vừa rộng rãi vừa tiện lợi, hơn hẳn Morning i10 luôn, cùng đời. Vâng, và chiếc xe này thì em đang bán là 175 triệu đồng. Để cho các bác nào mà yêu chiếc xe, mua một con xe mang về để đi Tết thì cực kỳ là ok, đặc biệt là khoang đằng sau của xe tương đối là rộng. Và đây là một chiếc Gentra X chứ không phải là Gentra nhá. Vâng, Gentra thì sản xuất tại Việt Nam, còn Gentra X nhập khẩu Hàn Quốc luôn, sản xuất 2010 bản SX. Vâng, biển Hải Phòng 15A02817, và em này là tư nhân một chủ từ mới luôn, một chủ đến bây giờ. Xe thì còn cứng và chất còn căng, toàn bộ kính của xe thì vẫn còn zin, vô lăng củ số tích hợp túi khí an toàn đầy đủ, và xe thì vẫn còn ok, máy nổ êm thì thầm. Cam kết các bác là không phải nghĩ ngợi về đến chất lượng của xe. Và đây là một chiếc xe mà có cả cửa sổ trời. Nói chung là về option thì đúng là xe Hàn Quốc thì không có đối thủ về độ chất luôn. Nhưng mà về độ vận hành thì sao? Máy 1.2 thì sao? Quá ok, vừa khỏe, vừa lành, vừa tiết kiệm nhiên liệu. Và đặc biệt với cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe rơi vào tầm khoảng 5 lít thì thực sự đây là một chiếc xe quá ấn tượng đối với mọi gia đình. Vừa tiết kiệm nhiên liệu, đi lại thì chắc chắn, và đặc biệt là giá cả thì vô cùng phù hợp với cái giá là 175 triệu đồng. Em đang bán giá này thì thực sự là so với Morning i10 mà nhập khẩu cùng đời thì nó rẻ hơn tầm phải 450 triệu so với Morning i10 nhập khẩu cùng đời các bác nhá. Nên là bác nào mà yêu, các bác nào mà thích thì các bác có thể là qua xem xe trực tiếp luôn. Đây cũng là một chiếc xe của Hàn Quốc chứ không phải là xe của Trung Quốc hay là xe của Mỹ hay là xe của Nhật Bản nhá, và đây là xe của Hàn Quốc luôn. Option ok, xe thì còn cứng và biển Hải Phòng đấy rồi, pháp lý hồ sơ đầy đủ nên các bác yên tâm. Về xe thì đấy, em để nguyên biển, các bác có thể check tra xem là xe là có đâm va tai nạn hay không. Còn về mặt ca lăng của xe thì cái thiết kế này thì cũng là một cái thiết kế tương đối là đẹp, logo DU đấy, nổi bật luôn, và chrome của xe thì vẫn còn sáng đến bây giờ. Đèn của xe là đèn zin nên nó hơi vàng theo thời gian một chút đấy, có hơi dạn một chút nhưng mà không vấn đề gì, đèn vẫn ok. Và các bác nhìn theo video thì các bác biết ngay, đánh giá được đèn nó có ok không nhá. Còn về phần sơn đầu, toàn bộ sơn đầu thì cũng xì tút xì tát lại rồi, có một số vết ví dụ như cái chỗ này thì em sẽ cho xì tút lại này, cái này em sẽ cho xì tút lại. Còn xe thì những cái nan cản hay là cái này thì ok, không vấn đề gì, đèn trong và không hề bị ố mốc rạn nứt. Thế còn về phần cản này, đây các bác nhìn phần cản dưới này. Đấy, phần cản dưới nan nhựa nó còn nguyên luôn và không hề lỗi lầm, đảm bảo cho các bác luôn nhá. Xe thì cam kết đảm bảo là không có đâm đụng, không ngập nước, không va chạm tai nạn. Tôn capo của em này thì được cái này, tôn nó rất là dày, dày tôn, sơn mỏng luôn chứ không hề có bảo tỉa nhá, nên các bác yên tâm. Và đặc biệt là cái dòng này thì cái form của nó tương đối là đẹp nhá các bác nhá, kiểu dáng thì bên ngoài thì cũng là một cái mẫu hatchback mà được rất nhiều người yêu thích luôn. Và cái dòng này hồi xưa những cái người mà người ta nhập những cái dòng này về đấy ạ, là cũng là những người am hiểu đi mua Gentra X. Vâng, Gentra X thì gầm nó rất là chắc, khung gầm chắc này, nội thất bên trong thì rộng rãi. Và đặc biệt là những cái dòng như thế này thì giá cả rất là phù hợp luôn các bác nhá. Và lớp sơn của xe thì tương đối là đồng đều. Đấy, tôn vỏ này. Đấy, em này thì được cái là xi nhan tích hợp báo rẽ trên thân, có hốc gió rất là đẹp luôn. Và thiếu điểm trừ đó là cái xi nhan không tích hợp trên tay gương. Dàn lốp của xe thì cũng là một cái dàn lốp Michelin cũng tương đối khá là ok các bác nhá. Lốp 2018 nhưng mà đến bây giờ thì lốp vẫn còn dày, vì cái lốp này thì gần như là bác chủ có cái ít đi, thế là thành ra lốp dép vẫn ok. Lốp 185, 55, la răng 15. Đấy, cũng là một cái la răng 5 chấu kép đẹp của DU nhập khẩu luôn, hàng đi theo kèm xe chứ không phải độ nhá. Cua lốp thì hơi bẩn tí vì em vừa mới đi đường bụi đất thôi, chứ còn cua lòng lốp thì ok, các bác không phải nghĩ ngợi gì. Tôn sườn em này thì được cái là dày, không có chống ồn nhưng mà tôn sườn rất là dày luôn cho các bác nhá. Cửa này chắc chắn, khe mép ok, và các bác có thể nhìn tôn này,
nó không bị lượn sóng, không bị gồ ghề. Cái này là xe nó còn cứng nên là không có va quẹt xước sát, nên là các bác yên tâm. Về phần tappy của em này thì được cái là cánh này, toàn bộ chỉ cánh của xe là zin nhá, chỉ là cái chỉ nó là chỉ sợi nó còn zin luôn. Và phần tappy xe thì còn đẹp đấy, tappy nhựa này còn rất là đẹp luôn đấy, tappy lỗ thoáng này, và phần tappy trên tất cả các cái vân lỗ này còn nguyên đấy. Kính điện thì lên xuống và hoạt động hoàn toàn nhẹ nhàng và có phim cách nhiệt đầy đủ. Cái này thì kính hoạt động ok, toàn bộ kính của xe hoạt động bình thường. Vâng, em này thì 100% là không có taxi dịch vụ. Điểm trừ của chiếc xe này đó là nội thất. Nội thất ghế da của xe là ghế da hai màu. Thế nhưng mà đến thời điểm này thì các bác ạ, nó cũ theo thời gian rồi. Em để nguyên cái ghế đây này, nó bị bay như nó bị sờn sờn những cái này. Thì cái này là ghế đã dùng bao nhiêu năm nay rồi, thì không thể bảo là nó đẹp như ghế mới là không có. Thế là các bác mà thích lắp bộ ghế mới thì các bác cứ chốt cái này em sẽ lắp cho các bác bộ ghế mới. Còn không thì để nguyên bộ ghế zin. Đây là ghế zin nhá, các bác để nguyên đi cũng được. Đấy, ghế zin này. Đây là ghế zin này. Ghế zin thì nó sẽ hơi cũ theo thời gian. Kể cả các bác mặc cái áo da đấy, áo da cũ bao giờ nó cũng sẽ như thế này. Thế còn sàn của xe thì đẹp, vì cái em này là không có ngập nước nên là các bác yên tâm, sàn xe đẹp luôn. Đấy, còn về phần toàn bộ phần hốc này, đây các bác nhìn này, ốc bản lề của xe vẫn còn nét căng. Và đây là một chiếc xe nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, sản xuất năm 2010. Đấy, xe thì còn chuẩn chỉ luôn các bác nhá. Vô lăng khâu da, da cũng là da zin, không phải da khâu lại. Đấy, vô lăng khâu da này. Phím tích hợp trên vô lăng có điều chỉnh âm thanh ở hai phía dưới và cái phím nguồn cho màn hình ở cái màn hình tích hợp bên này. Và em này thì vô lăng thì tương đối là sạch sẽ, đẹp đẽ, có còi hai bên, tích hợp hai bên chứ không phải ở giữa nhá. Túi khí an toàn trong này. Đấy, và nói chung là vô lăng thì người ta dùng ít nên là xe vẫn còn đẹp. Chạy được 13 vạn mốt rồi. Và mặt táp lô các bác ạ. Đấy, xe gia đình một chủ nhìn bao giờ cũng sướng nhá. Đấy, các bác nào mà thích đều ghen cha mà muốn mua một chiếc xe chất thì đây là một chiếc xe ok. Em này thì điểm trừ đó là màn hình nó hơi bị sọc. Cái này là bình thường, màn hình này đến thời gian thay các bác thay cái màn Android vào đây cũng được. Đấy, 175 triệu là em bán cái màn này nhá. Còn nếu mà các bác thay thì các bác thêm tiền thôi, không vấn đề gì. Đấy, hốc để đồ à. Đấy, và chỗ để đấy, để cốc chén. Đấy, nói chung là xe thì có sao bán vậy thôi, cũng không có gì cả. Đấy, bên nhà em là cứ chuẩn chỉ thôi, mua bán không sao, cũng đơn giản, không vấn đề gì. Đấy, cửa gió điều hòa 4 cửa này. Đấy, 1 2 3 4. Đấy, và gương gập điện nhá, em này là có gương gập điện luôn. Đấy, gương gập điện có chống trộm và cái gương là gương zin. Đấy, gương chiếu hậu zin. Đấy, các bác thấy không? Vâng, nói chung là xe cứng, xe chất thì đi nó vẫn sướng các bác ạ. Đúng là con này thì có các bác là thực sự là gọi là tiền ít mà lại có xe ngon. Đấy, tappy còn rất là đẹp luôn này, tappy nhựa này, sần nó còn nguyên. Đấy, sần nhựa còn nguyên, nó không bị bay màu và không có khoan đục. Em này thì 100% là không có taxi dịch vụ rồi. Đấy, toàn bộ chỉ keo cánh và xe là ok, chỉ zin. Nội thất ghế da đằng sau thì cũng hơi già. Nói chung là em này thì được cái là nội thất hơi già. Vâng, nó da là cái kiểu da zin để lâu lâu năm thì nó bị sờn thôi. Chứ còn thích thì có thể là làm một bộ áo ghế mới. Nhưng cái này thì đơn giản thôi, không vấn đề gì. Cái này em sẽ xử lý đơn giản. Vâng, nhưng mà muốn là để cái mộc, muốn để zin cho các bác, để các bác cùng đánh giá về chiếc xe thôi. Chứ còn cái này thì vệ sinh cái là xong ngay. Vâng, thay cái ghế da là ok ngay. Đèn hậu đằng sau của xe thì tương đối là trong. Đèn hậu này, đấy các bác nhìn này, đèn hậu nó trong vắt luôn nhá, phân tầng rõ ràng, có đèn lùi, đèn phanh và đèn chiếu sáng, đèn ở đấy hai bên này đấy. Và em này thì trước là được bảo dưỡng tại Volkswagen 3S ở Hải Phòng đấy, được bảo dưỡng định kỳ nên là xe gọi là bảo dưỡng hãng luôn á. Cạn sau này sạch sẽ không hề đấy, tư nhân chính chủ một chủ từ mới luôn nhá, đấy, đăng ký một chủ từ mới luôn. Nên là bác nào mà thích xe một chủ, thích xe ngon, xe lành thì đây là một chiếc xe hợp lý, quá hợp lý luôn. Đấy, cái khoảng để đồ đằng sau cũng rất là rộng, kể cả cái khoang ở dưới này nhá, lốp sơ cua ngay dưới này này. Đấy, nó còn chỗ để đồ cực kỳ rộng luôn, các bác có thể để thoải mái đồ. Đấy, lốp sơ cua để dưới và cái lòng lốp thì hơi sâu, con này lòng lốp để rất là sâu luôn, kích lốp đồ nghề thì đấy có luôn, không thiếu cái gì. Và xe thì keo chỉ của xe chỉ keo nhá, chỉ cánh đấy, keo cánh của xe là ok và xe là không có đâm đụng, không ngập nước, không va chạm tai nạn đấy, không thủy kích đấy, các bác lên yên tâm. Vâng, và nói chung là với cái tầm tiền này thì đây là một chiếc xe vô cùng phù hợp nhá, giá rẻ này, xe thì còn ngon, chất đẹp và dàn lốp của xe thì mới, em này dàn lốp mới tinh luôn đấy, các bác về không phải lo lắng. Lốp 185 55, la răng 15, la răng 5 chấu kép đấy, đẹp căng và không hề phải nghĩ ngợi. Đấy, cua lốp này
sạch sẽ. Nói chung là với cái tầm tiền này thì để kiếm một con xe xe đời 2010 thì hơi khó các bác nhá. Nhưng mà 28, 29 thì rất là nhiều. Nhưng mà đây là hẳn 2010 nhập khẩu luôn. Đấy, xe nhập đi vẫn cứ sướng các bác ạ. Vâng. Thực sự là đi xe nhập bao giờ cũng rất là sướng luôn. Không như là xe Việt đi tôn vỏ nó phồng phành. Còn xe Gentra nhập khẩu của Hàn Quốc thì các bác cứ đi thì các bác sẽ hiểu. Vâng. Máy của nó rất chắc chắn và xe thì khung gầm bệ thì khỏi bàn. Em này thì được cái điểm cộng đó là đúng là về form cũng như là kiểu dáng rộng rãi nên là gia đình đi rất là thoải mái, mặc dù là một chiếc xe hatchback cỡ nhỏ. Đấy, Morning i10 thì còn chật hơn. Nếu mà cùng đời thì Morning i10 sẽ rất là chật, không được như những chiếc xe như thế này. Và cửa sổ trời hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, cửa sổ trời đây. Đấy, các bác nhìn ra cửa sổ còn ok. Đấy. Và em này thì đăng kiểm đến tháng 6 năm 2024 nhá. Một chiếc DU Gentra X. Đây, cho bác xem gầm. Gầm của xe này. Đây, gầm đây. Gầm bệ thì không có mục mọt. Đấy. Lâu năm rồi nhưng gầm nó còn đẹp và không hề có mục mọt luôn. Đấy. Nên là các bác mua những chiếc xe như thế này thì thực sự là rất là hợp lý luôn. Vừa là về giá tiền, vừa là về chất lượng. Đấy, còn em này thì máy số thì nó đã được trung tu bảo dưỡng rồi nhá. Nên là các bác yên tâm không phải nghĩ ngợi gì. Đấy. Nào, đề cái nào. Đấy, máy nổ rất là êm. Đấy, vòng tua thấp các bác thấy không? Vòng tua rất thấp, máy nổ thì êm. Đấy. Em này thì đúng là thực sự là một chiếc xe hợp lý với mọi gia đình. Đấy, các bác mua về quá yên tâm. Đấy, bên em thì giao xe vận chuyển toàn quốc luôn. Đấy, rất là hợp lý so với một chiếc xe DU Gentra X đời 2010. Chất máy của em này thì tương đối là khô sạch và không hề lỗi lầm. Động cơ 4 máy. Đấy, động cơ 4 máy chữ Y nhá. Máy S-Tech 2 16 van. Máy khô ráo sạch sẽ. Ui giời. Đấy, và không có hơi thừa hơi khói. Đấy, dầu mỡ thì đã được thay. Cái này thì bác chủ có cái thay rồi nên là cứ yên tâm, không phải nghĩ ngợi gì luôn. Chất xe đẹp căng, sạch sẽ. Đấy, không phải nghĩ ngợi nhá. Toàn bộ máy khô, mặt máy các thứ là khô đét luôn. Và các bác cũng không phải làm gì cả. Kể cả gầm máy rất là sạch sẽ luôn. Đấy, em này thì nói chung là điểm cộng rồi. Đấy, máy đẹp, xe ngon, hơi khỏe, ắc quy thì dày. Ắc quy đấy các bác nhá, đề nổ thoải mái, không bị loa nên là bị thiếu thừa ắc quy. Đấy, tai đèn còn đẹp căng và cái đầu răng phía trước của xe thì không bị lỗi lầm. Đấy, logo tem nhãn nó còn nguyên. Đấy, dấu mọc còn nguyên rồi. Đấy. Và xe thì em đang bán cái giá rất là hợp lý, chỉ có vâng, riêng chiếc xe này là chỉ có 175 triệu đồng thôi nhá. Rẻ hơn so xe cùng đời nhập khẩu của Morning với i10 là rẻ hơn được tầm như chiếc xe này tầm khoảng 3 đến 40 triệu. Đấy thì tội gì. Đây cũng là một sự lựa chọn hợp lý và đây là một sự lựa chọn bền bỉ. Gentra X các bác nhá. Các bác nào mà chưa biết Gentra X, các bác có thể gõ Google để các bác có thể là check xem là Gentra X có xứng đáng với cái đồng tiền bát gạo bỏ ra không. Vâng, Morning thì đời nhập khẩu này nó toàn máy 1.0 nhưng mà đi yếu hơn hẳn, đi không sướng bằng. Nhưng mà đây là một chiếc xe nhập khẩu đời 2010 máy 1.2. Đấy, vừa khỏe chạy chắc, đấy, lái nhẹ nhàng, dầu mỡ đầy đủ và các thứ pháp lý hồ sơ là đầy đủ luôn. Các bác mà quan tâm đến chiếc xe nào thì các bác có thể là đăng ký qua kênh của em Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe cỏ giá rẻ cho mọi nhà và chuyên các cái dòng xe ok. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Con này thì lái thì cực sướng luôn các bác ạ. Vô lăng nó lái nhẹ nhàng luôn mà tất cả các chức năng phím viết các thứ còn gần như là mới tinh. Đấy, các bác lựa chọn xe này thì quá hợp lý. Ok, cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.